Gỏi gà măng cụt, mùa hè, tai ương, củ gà và những trái măng cụt xanh. Mùa hè này, lướt mạng xã hội chừng 10 clip thì sẽ thấy hết 8 clip là về món gỏi gà măng cụt, 2 clip còn lại, đa phần sẽ là hướng dẫn gọt vỏ măng cụt xanh. Đấy quả thực là nói hơi quá, tuy nhiên dù là người ít xài mạng xã hội nhất thì dạo gần đây chắc chắn cũng sẽ ít nhiều nghe đến món gỏi gà măng cụt đang rần rần khắp cõi mạng. Nhiều cư dân mạng phải ta thán rằng chưa ăn nhưng coi clip gỏi gà măng cụt nhiều quá mà thấy ngán luôn, hay năm nay măng cụt với con gà gặp nạn rồi. Thật ra món ăn này vốn đã được biết đến là đặc sản xứ Bình Dương từ nhiều năm. Mùa hè nào khi măng cụt bắt đầu vào mùa cũng sẽ nghe có người nhắc. Tuy nhiên năm nay, mạng xã hội bỗng biến món này trở thành trào lưu được người nhà hưởng ứng. Về cơ bản, món gỏi gà măng cụt thoạt nhìn cũng giống như gỏi gà bình thường. Nguyên liệu cần có là thịt gà, cà rốt bào sợi, hành tây cắt mỏng, các loại rau thơm, trộn cùng nước mắm chua ngọt, rắc thêm tí hành phi, đậu phộng. Cái đặc biệt là người ta thêm măng cụt cắt lát vào trộn cùng. Măng cụt dùng trong món này là măng cụt già nhưng vẫn còn xanh, chưa chín, vỏ cũng chưa chuyển sang màu sẫm như măng cụt thường được bày bán ngoài chợ. Khâu trần ai nhất của món này cũng chính là ở đây, gọt vỏ măng cụt xanh. 10 clip hướng dẫn gọt măng cụt xanh, thì cả 10 đều nhấn mạnh là loại trái cây này khi còn xanh thì cực kỳ nhiều mủ. Măng cụt dùng trong món gỏi gà măng cụt là loại già nhưng chưa chín, vẫn còn xanh. Do vậy mà người ta thường chỉ nhau là để dưới vòi nước gọt, vỏ gọt đến đâu mủ theo nước trôi sạch đến đấy. Hoặc cách khác là gọt sơ lớp vỏ ngoài rồi ngâm vào nước chanh, sau đó mới bóc thêm lớp nữa để lấy được phần muối bên trong. Kỳ công là thế nên giá thành của món này khá cao, phần do gọt vỏ rất cực, phần khác do tốn tiền nước. Đó là còn chưa kể đến khấu hao khi gọt, bởi phần vỏ măng cụt xanh rất dày, mấy ký măng cụt nguyên trái mới lấy được 1 ký măng cụt nhân. Gọt măng cụt xanh mất rất nhiều thời gian và công sức. Hôm rồi đọc báo còn thấy người ta bảo gọt măng cụt xanh giờ trở thành việc nhẹ lương cao, nhiều nơi phải tăng cường nhân công gọt bởi nhu cầu mua măng cụt xanh trong thời gian qua tăng cao. Giá 1 kg măng cụt xanh chưa gọt dao động tầm 60.000, 70.000 đồng, tuy nhiên 1 kg măng cụt xanh đã gọt vỏ thì phải tầm trên 500.000 đồng. Trong khi đó, một phần gỏi gà măng cụt hiện được bán đâu đó tầm 350.000 đồng một phần hoặc cao hơn. Tùy theo quán sử dụng gà tre hay gà ta để làm, gà tre thường rẻ hơn vì con nhỏ hơn. Gỏi gà măng cụt hương vị ra sao? Vốn là người không bắt trend, theo kịp xu hướng đang nổi, tốt lắm. Đến hôm nay tôi mới ăn thử để xem rốt cuộc gỏi gà măng cụt là như thế nào. Chưa biết có hợp khẩu vị mình hay không nên tôi cũng phân vân khi phải đặt một khẩu phần khá lớn. May sao tôi tìm được một quán có bán phần nhỏ cho 1-2 người ăn. Sau khi đọc một vài nhận xét khen gỏi ở quán ăn ổn, tôi đặt một phần gỏi gà măng cụt xé phay cho 2 người có giá 190.000 đồng. Gỏi gà măng cụt, món ăn đang gây sốt mạng xã hội. Gỏi gà được giao kèm một phần cháo đậu xanh. Lúc mở hộp ra tôi có hơi thất vọng một tẹo vì quán đã trộn sẵn, chứ không để rời các nguyên liệu cho khách tự trộn như tôi hay xem trên mạng, chắc là do phần ăn nhỏ. Cũng không sao, ăn mới quan trọng. Phần gỏi gà tôi mua có gà ta xé phay, cà rốt, hành tây, rau răm, húng lủi, đậu phộng rang và tất nhiên là măng cụt, một phần vừa vặn 2 người ăn. Măng cụt có miếng hơi chín, thịt đã trong lại nhưng nhìn chung vẫn giòn. Đặc biệt vị măng cụt xanh không hề chát như tưởng tượng mà ngọt mát, thoáng nhẹ vị chua, lại giòn giòn, mọng nước. Măng cụt dùng trong món gỏi gà măng cụt là măng cụt xanh. Để hạt, cắt lát. Gấp một đũa đủ đầy nguyên liệu, cà rốt giòn giòn, da gà sần sật dai dai, tuy nhiên mùi hành tây hơi nồng. Lại gấp thêm miếng măng cụt, mọi hương vị trong khoang miệng lúc này bỗng trở nên hài hòa, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn và rất mát. Trước khi ăn, quả thật tôi đã nghĩ món này cũng có khác gì gỏi gà thường đâu, chẳng qua là có thêm măng cụt, vậy mà miếng măng cụt dày thịt mọng nước với vị ngọt vừa phải kia đã giúp dĩa gỏi gà trở nên cân bằng về vị giác, khiến người ăn cứ muốn gấp thêm miếng thứ hai, thứ ba. Gấp một đũa gỏi gà măng cụt đủ đầy hương vị. Gỏi gà mãng cầu, chôm chôm, dâu da và hoa phượng. Làn sóng trỗi dậy của gỏi gà măng cụt mạnh mẽ là thế. Tuy nhiên đó không phải là kiếp nạn duy nhất của con gà, như nhiều dân mạng ví von. Là vì sao? Là sau khi chinh phục, hoặc bỏ cuộc, món gỏi gà măng cụt, nhiều người tìm đến các thức quả mùa hè khác dễ chế biến hơn, và cũng rẻ hơn, như chôm chôm, mãng cầu sim, loại còn xanh, dâu da, để đem bóp gỏi con gà, nhất quyết không tha cho nó. Thôi thì mãng cầu, chôm chôm, dâu da có vị chua chua ngọt ngọt, đem trộn gỏi có khi cũng lại là một sự kết hợp ngon lành như măng cục. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó. Nhiều trang mạng xã hội mấy nay lại xuất hiện các video hướng dẫn làm gỏi gà với hoa phượng. Nhiều người tỏ ra thích thú và bắt trend làm thử, thế nhưng cũng có một bộ phận ngao ngán lắc đầu, hông ấy cái gì ăn thì ăn, cái gì ngắm thì mình ngắm thôi được không?